Xin chào mừng mọi anh em đã quay trở lại với kênh của Khang Nguyên Vlog nha các bạn ơi. Clip này là một clip Nguyên sẽ dán giấy cho lưỡi lưng và tai lưng nha các bạn. Với anh em xem Nguyên lên lưới rồi đó các bạn ơi. Thì clip này Nguyên sẽ dán cho tai lưng và lưỡi lưng nha. Mình sẽ dán giấy là Nguyên dùng bằng giấy luyến nha anh em nha. Đây. Anh em có nhiều loại giấy khác nhau, anh em thấy dùng cho bạn giấy luyến này là giấy chuyên dán, giấy dùng để dán lưng nè, hoặc là dùng giấy báo cũng được nha các bạn ơi. Hoặc là những giấy vỡ cũ cũng được, mà giấy anh em hay dùng giấy mỏng mỏng đây. Mình hôm nay mình sẽ dán bằng giấy luyến nha anh em. Giấy luyến thì anh em có thể mua những tiệm mà người ta bán thuốc rê, nó vẫn có bán nha anh em nha, hoặc những anh chuyên bán lưng siêu rồng. Ở đây mình chỉ cần lấy kéo mình cắt ra, mình dán thì mình chỉ cần dán những cái nhỏ thôi nha. Hoặc anh em có thể dán bằng giấy luyến nha các bạn, không sao nha. Cái lưỡi này là không liên quan nha. Thì mình anh em cắt thì anh em cũng chỉ cần cắt nó vừa vừa thôi nha các bạn, đừng nha, giấy luyến anh em đừng có cắt to nha bạn. Các bạn cắt to các bạn dán nó sẽ không, lúc cũng không về được đâu. Đây, như anh em chỉ cần cắt những khoảng này thôi nha, mình sẽ cắt ví dụ anh em coi nha. Đây. Anh em cắt những kiểu này nó bị gấp vô xíu bạn. Đây, cho mình cắt nó bằng đó đây. Anh em chỉ cần cắt những miếng như vậy thôi nha. Đây nha, anh em chỉ cần cắt những miếng như vậy thôi nha các bạn. Thì mình chỉ cần cắt ra vậy thôi. Cắt ra rồi mình sẽ tiến hành mình dán nha. Và các bạn có gì thì góp ý cho mình nha. Mình chưa biết con này mốt mình sẽ làm sao đây. Nhưng mình sẽ ráng ra video anh em. Và anh em thích mình dán màu gì thì anh em cũng bình luận phía dưới cho mình biết nha các bạn. Màu xanh hay màu đỏ, màu hồng nha anh em nha. Đây mình chỉ cần cắt những miếng nhỏ nhỏ thôi các bạn nè. Nó vậy là đủ chỉ tiêu rồi nè. Đó, mình cần cắt những miếng vậy thôi. Và keo sữa thì mình cũng đã hướng dẫn anh em cách rồi nha. Anh em chỉ cần tham khảo lại nha các bạn. Rồi mình chỉ cần cắt vậy thôi nha. Cứ miếng nhỏ nhỏ vậy anh em, là mình lấy mình xài. Dư sức mình xài luôn á. Và đây, mình sẽ cắt xong rồi tới lúc mình dán mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. Và đây anh em nha, bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán nha các bạn ơi. Đây cái lưỡi mình để lên cái ghế rồi anh em nha. Ở đây hộp keo sữa nha các bạn. Mình đã ở đây anh em này, mình đã pha các bạn, pha đừng cho lỏng quá, đặc quá anh em. Thì anh em dán thì anh em cứ dán từng bước nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Để hộp keo sữa anh em dễ nhìn nha. Thì anh em cứ quét cái này đó. Lúc anh em cứ quét cái này rồi anh em lấy miếng dây luyến ra anh em cứ dán thôi. Và dây luyến thì nó gọi là nó rất là mỏng nên anh em quét nhẹ thôi nha anh em. Anh em đừng quét mạnh nha, quét mạnh là dễ nó rách đó các bạn thấy không? Anh em thấy nè, cho anh em coi nè, giấy luyến nó rất là nhanh thấm. Đó, các bạn chỉ cần quét cái đó. Và trước tiên các bạn quét thì các bạn phải chét một lớp keo sữa lên đây đã nha. Đó, mình chắc cái lưỡi thì mình, lưỡi này thì nó chúng ta chạm nhiều, chắc mình sẽ chơi khoảng 3 lớp với luyến là ok. Đó, mình cứ dán vào anh em nè. Thì nó khô hết một lớp, xong rồi mình sẽ quất lớp thứ hai nha. Đơn giản mà thôi các bạn. Bây giờ Nguyên sẽ tiến hành Nguyên đem đi phơi cái tấm này rồi Nguyên sẽ dán tiếp hai cái tay nha anh em nha. Tại vì khi mình dán cái lưỡi này là mình phải dán một bên trước anh em, nhiều anh em dán mà hai bên các bạn ụp quay nè, ụp qua ụp lại là nó sẽ bị kia anh em nhìn nè. Đấy các bạn, Nguyên đã dán hai lớp rồi anh em nha, có chỗ hai lớp và chỗ ba lớp luôn các bạn. Các bạn thấy không nè, các bạn nhìn thấy chưa? Thấy không? Hai lớp anh em. Cái này nó rất mỏng anh em nhìn theo ánh sáng anh em đã thấy rồi nha. Bây giờ mình sẽ đem ra phơi. Này mặt này đã rồi, mình sẽ tiến hành giờ là dán hai cái tay anh em nha. Các bạn nhớ luôn nha, cái cọ mình luôn gọi là mình chấm nhẹ thôi nha anh em nha. Nè anh em luôn gọi là chấm nhẹ thôi nha.
Thì dạng giấy này là anh giấy rất là đắt, anh em chỉ cần nhắm miếng nước đúng không, anh em chỉ cần đè nhẹ này, anh em chỉ cần chậm chậm nhẹ là nó tự nó thấm vào rồi. Vậy thôi nha, giờ mình sẽ ra phơi đây. Và các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán hai cái tay của em nó nha các bạn. Hai cái tay thì mình cũng sẽ dán như cách hồi nãy mình nói các bạn thôi, cũng chơi giờ mình cũng chơi bằng hai lớp luôn anh em nha, cũng như bằng keo sữa và keo giấy. Và mình sẽ tay thì nó dán sẽ anh em phải dán cho nó đẹp hơn chứ anh em, nhất là cái phần trên này các bạn, để khi mà mình vẽ thì anh em cho nó được sắc nét hơn nha các bạn. Thêm nữa bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán cái tay. Lớp bên trên rồi anh em nha, đây nha anh em nha, đều hai lớp rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ đợi nó khô rồi mình sẽ dán cái lớp phía trong còn lại của em nó nha. Bây giờ dán xong hoàn chỉnh đi rồi mình phơi khô rồi mình sẽ quay cho anh em xem tiếp theo thành quả của mình khi dán nha các bạn. Các bạn thấy không, bóng nguyên các bạn, trời đang rất nắng luôn anh em. Anh em nha, mình phơi khoảng cái này tầm khoảng một tiếng nữa bắt đầu nó sẽ khô hết lớp trên rồi mình sẽ dán lớp dưới. Và hẹn anh em lúc khi hoàn thành tác phẩm nha. Và đây nha các bạn ơi, khi mà dán giấy xong hoàn toàn là sẽ như vậy nha anh em nha. Đây nha các bạn, mình đã dán và hai ba lớp anh em, nó mới khô là nó mới dậy nha các bạn. Còn thấy ok các bạn ơi, mình sẽ búng cho anh em nghe nha, cốp cốp luôn anh em. Cái dán này khó thì các bạn, dán cực kỳ khó luôn anh em. Còn mấy cái này các bạn nè, mình dán cái lưới anh em nó không được căng các bạn, nên là nó ra những cái cây này, nhưng mà thôi chắc không sao đâu. Đây là thành quả của mình dán anh em nha. Phơi nó lâu lắm mới khô các bạn. Mình làm cái này anh em nè, mình phải chơi cái mặt trước, mình phải cho nó cực khô mình mới dán mặt sau được, chứ không là nó bị lõm á. Khi anh em úp vậy này, lúc cái này chưa khô anh em nó sẽ bị dùng xuống các bạn. Nên là của mình hết hơn một ngày trời đó các bạn. Thôi và video tới đây mình cũng xin kết thúc các bạn, cho quay anh em vậy thôi nha. Nếu anh em thấy hay thì nhớ cho Nguyên một like và đăng ký, và nhớ nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của Nguyên nha. Mình là Nguyên Vlog, xin chào và hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Nhớ subscribe và chơi mini game của mình nha các bạn ơi.